Này quân là tôi thấy cũng tương đối cân thôi, nếu như chúng ta đánh lâu dài. Bên kia có xe hàng xăm, bên mình là zoom hit. Bài hit này thế đang hơi xấu, toàn thấy những cánh rừng dừa thôi. Đấy, những cây gỗ đầu khá gần. Này thì là xi măng sẽ đánh gì đây? Rồi, thấy đôi voi rồi. Hiểu chắc là mặt trước này. Rồi, quả phụ. Ui, nhiều voi nhỉ. Quýt. Quýt cũng nhiều voi này. Dạ. Mỗi tội là voi hơi xa một chút. Mỗi ông cứ toàn 3-4 voi này là ưng. Ê. Rồi, may quá. Né tốt vào. Ê. Rồi. Đầu tìm thế nhỉ. Còn đôi voi đây. Thiếu đầu thì chưa ăn. Để dành. Rồi, chào tháng ngày yêu em. Hôm nay tôi thấy anh xuất hiện là hơi muộn. Voi đang rất ngoan. Đó, nằm sát sạt tại khu vực nhà chính luôn. Đó, còn hiệu đầu to nữa. Nó sẽ ăn sau. Chưa đủ kích. Rồi. Phải kích cực kỳ sớm. F 22 dân thôi. Em lên đời rất sớm. Kinh thế nhỉ. Vẻ như He đang muốn có một bài chém phũ rồi. Thích sớm như này.
vẩy e luôn. Đấy ra. Không giáp rồi à? Đấy, khó chịu đấy. Công giáp luôn. Bài xiềng có thể nói là mắc binh. Đen. Khoai rồi, không kịp rồi. Khó quá, bài đấu hè là cực kỳ mắc bình. Hai L chảy đều quá. Ruộng các kiểu luôn, bãi quả còn đồ ăn. Bài xiềng kinh thật sự. Nói chung là khó.